Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định một trong bốn khâu đột phá của nhiệm kỳ là tập trung mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, trọng tâm là giao thông. Tại kỳ họp thứ 16 và 17 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 16 diễn ra vào cuối tháng 3 và tháng 4 mới đây, đã thông qua 4 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng 4 dự án giao thông với tổng vốn đầu tư hơn 4.610 tỷ đồng. Những dự án này được kỳ vọng sẽ tạo ra sự đột phá mạnh mẽ cho phát triển kinh tế xã hội trong tương lai của tỉnh Hưng Yên. Đường 379 hay còn gọi là đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên những ngày tháng 6 năm 2021. Trong bối cảnh nhiều địa phương phải giãn cách xã hội do dịch bệnh, lượng người và phương tiện tham gia giao thông giảm đi đáng kể. Nhưng trên tuyến đường này, người, xe vẫn rất đông đúc, nhiều lúc ùn tắc kéo dài hàng km. Thì hàng ngày em đi làm thì em đều đi bằng con đường này. Lưu lượng xe lưu thông qua con đường này rất là đông. Đấy, thường hay tắc đường và mỗi lần mà sang đường ấy, chờ có khi chờ tới 5-7 phút mà không sang được đường. Vâng. Mà cũng rất là mong muốn là hy vọng rằng nếu mà con đường này mà sớm được mở rộng thì chắc là cái cảnh tắc đường nó sẽ không còn nữa, mà người dân đi lại sẽ đảm bảo được an toàn hơn ạ, đi lại lưu thông tốt hơn ạ. Mấy lần là tôi đi là bị kẹt xe là tôi phải quay ngược đầu lại, tôi đi đằng ra đằng đường mới. Thế cũng hy vọng là tỉnh có cái phương án nào cho nó cải thiện được cái tình trạng giao thông này. Trước thực trạng quá tải, nhiều đoạn bị xuống cấp, việc Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa 17 thống nhất cao ban hành nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng tuyến đường liên tỉnh Hà Nội Hưng Yên kéo dài còn có ý nghĩa quan trọng trong kết nối vùng và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Theo nghị quyết do Hội đồng Nhân dân tỉnh phê duyệt, dự án có tổng chiều dài 33,5 km đi qua địa bàn 5 huyện gồm Văn Giang, Yên Mỹ, Khoái Châu, thị xã Mỹ Hào và Văn Lâm. Dự án chia làm hai đoạn. Đoạn 1 có tổng chiều dài 14,8 km, điểm đầu tại ngã tư thị trấn Văn Giang, đi qua các xã Long Hưng, Tân Tiến, huyện Văn Giang, xã Đông Tảo, Tân Dân, huyện Khoái Châu, xã Hoàn Long, Yên Phú, Minh Châu và Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Điểm cuối tại nút giao đường vào trạm thu phí cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cầu rẽ Ninh Bình. Đoạn 2 có chiều dài 18,7 km là đoạn kéo dài có điểm đầu tại nút giao giữa đường tỉnh 380 và quốc lộ 39 tại xã Dân Tiến, huyện Khoái Châu, đi qua các xã Minh Châu, Trung Hưng, thị trấn Yên Mỹ, Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Tiếp đó đi qua phố nối thuộc phường Bần Yên Nhân, qua các phường Nhân Hòa, Phan Đình Phùng, thị xã Mỹ Hào, qua xã Minh Hải và Đại Đồng, huyện Văn Lâm. Điểm cuối tại cầu Gáy, tiếp giáp với Bắc Ninh. Thiết kế toàn tuyến bề rộng mặt đường 21m, giải phân cách rộng 3m với 4 làn xe cơ giới, 2 làn xe thô sơ. Dự án có tổng mức đầu tư 2.894 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách trung ương khoảng 2.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương đầu tư phần còn lại. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2025. Thưa anh, thì vừa rồi Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên có ban hành cái nghị quyết về chủ trương sẽ nâng cấp mở rộng gấp đôi cái tuyến đường này. Là người lái xe thì anh đón nhận thông tin này thế nào? Thế như thế thì đẹp quá, không có gì vui hơn cả. Đấy, bây giờ nếu mở rộng ra thì anh em chúng tôi thì đi lại nó dễ và cũng là tránh những trường hợp đáng tiếc. Khi tỉnh khởi công dự án thì chúng tôi sẽ quyết tâm là cùng vận động các tổ chức đoàn thể chính trị và cùng với nhân dân sẽ ủng hộ và phấn đấu, nghĩa là giải phóng mặt bằng với một cái mức độ là nhanh nhất để đảm bảo thi công sớm được hoạt động để đảm bảo cái phát triển kinh tế xã hội cũng như là an toàn giao thông. Đây là một dự án giao thông lớn, dự án nhóm A. Cái thủ tục triển khai dự án nhiều bước phức tạp, nếu được sự ủng hộ cao nhất với các bên tích cực nhất thì dự án có thể được khởi công vào cuối tháng 12 năm 2021 này. Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với cao tốc cầu rẽ Ninh Bình có chiều dài gần 20 km mới hoàn thành giai đoạn 1, với mặt đường rộng 11m và chính thức khai thác tháng 1 năm 2019. Thật khó hình dung, sau thời gian rất ngắn, lượng xe trên tuyến đường đã vượt 5 lần lưu lượng tính toán và đang không ngừng gia tăng. Tỉnh Hưng Yên đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải để trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục thực hiện giai đoạn 2 với quy mô tương đương giai đoạn 1 của dự án. Đồng thời,
Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên cũng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường bên tiếp giáp tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Rẽ Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên, giao Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên làm chủ đầu tư. Sở Thông tải cũng sẽ bàn giao về các cái mốc giới để giải phóng bằng cho các địa phương, và sẽ cùng với cả các địa phương kiểm đếm tài sản và vật kiến trúc ở các công trình trên đất đo đạc diện tích để lập phương án bồi thường hỗ trợ để phê duyệt theo quy định. Sở Thông tải triển khai lập bản vẽ thiết kế thi công, dự toán một cách nhanh nhất. Sau khi có mặt bằng thi công xong, tổ chức đấu thầu xin lắp để lựa chọn được các nhà thầu là theo quy định của pháp luật để triển khai thi công và sao cho đảm bảo được các cái tiến độ theo đúng cái ủy ban tỉnh đã đề ra. Dự án này có điểm đầu km số 0 tại nút giao liên thông với quốc lộ 39 và nhánh lên trạm thu phí với đường cao tốc Hà Nội Hải Phòng. Điểm cuối km 19 cộng 640 giao với quốc lộ 38B thuộc địa phận thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Dự án đi qua các huyện Khoái Châu, Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ và thành phố Hưng Yên với chiều dài gần 20 km. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án 1.414 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh với thời gian thực hiện 5 năm từ 2021 đến 2025 theo hình thức đầu tư xây dựng mới. Dự án chạy song song với đường nối hai cao tốc có chiều rộng mặt đường 7m, kết cấu mặt đường bê tông nhựa chặt. Là một trung tâm đóng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mà có cái tuyến đường nối hai cao tốc đi qua như này thì chúng tôi cũng rất mong muốn là có một cái quy hoạch một tuyến đường là lưu lượng đông nhưng phải an toàn. Đấy, được biết là cái nghị quyết của Hội đồng dân tỉnh vừa ban hành có mở rộng cái tuyến đường nối hai cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ và Hà Nội Hải Phòng. Bên cạnh đó là cái vế bên phía doanh nghiệp chúng tôi là có làm đường gom. Doanh nghiệp thì rất mong muốn cái dự án này sớm được hoàn thành, đảm bảo an toàn để cho lưu lượng xe đi qua lại và thuận lợi hơn cho doanh nghiệp chúng tôi có xe vào đăng kiểm. Đường nối hai cao tốc Hà Nội Hải Phòng qua địa bàn huyện Ân Thi là 5,65 km qua các xã là Xuân Trúc, Quảng Lãng và Đặng Lễ. Cái dự án này đã được chủ trương đầu tư, do vậy là huyện đang tích cực chỉ đạo rà soát cái quy hoạch vùng và từ đó cái quy hoạch vùng thì là để đôn đốc các cái đơn vị tư vấn là thực hiện là đo đạc cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp cho các hộ dân để đảm bảo tốt công tác quản lý và sau này là bồi thường giải phóng mặt bằng là thu hút một cách thuận lợi. Chúng tôi đã có cái văn bản chỉ đạo các xã ven các dự án này là các cái vị trí đã chuyển đổi đất lúa là phải giữ nguyên hiện trạng và những cái mà không được chuyển đổi làm mới, còn các cái vị trí đã chuyển đổi là giữ nguyên không được trồng cây để sau này để phục vụ tốt cho công tác giải phóng mặt bằng. Những ngày này dù đang phải thực hiện nghiêm 5K trong phòng chống dịch Covid-19, nhưng câu chuyện có tính thời sự nhất trong mỗi gia đình ở đây, ngoài tình hình dịch bệnh, là chuyện dự án làm đường nối đường huyện 45 với đường tỉnh 376 mà Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên mới phê duyệt. Nhà tôi có 4 khẩu, đường 767 đấy, nhưng mà làm đường vào thì chúng tôi ủng hộ hết chứ chúng tôi cũng không đòi hỏi gì. Tôi mong cho dự án sớm ngày nào hay ngày. Nếu mà có đường có qua nhà tôi cũng vô tư luôn. Nhà bác có ruộng đất đây không ạ? Tôi có ở gần đây. Nếu mà phải thu hồi cái diện tích đất canh tác bác thì bác có ủng hộ? Thì tôi cũng tán thành thôi vì tôi thấy cái điều đó nó là tốt mà. Đây là dự án đầu tư xây dựng mới có tổng chiều dài 2,3 km. Mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, điểm đầu giao với đường DH45 tại xã Đồng Than, điểm cuối giao với đường tỉnh 376 tại xã Ngọc Long. Mục tiêu đầu tư của dự án là nhằm phát triển các khu công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sạch dọc hai bên tuyến đường, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại và vận chuyển lưu thông hàng hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của huyện Yên Mỹ nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. Huyện đã phối hợp với Sở Giao thông và Sở Xây dựng đi cắm cái phạm vi tuyến, hướng tuyến, phạm vi giải phóng mặt bằng trên thực địa. Trên cơ sở mốc giải phóng mặt bằng đã được cắm, chúng tôi đã ghi lại bằng hình ảnh tất cả các cái hiện trạng công trình trên đất và tuyên truyền cho các hộ dân thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng không xây dựng trên phạm vi giải phóng mặt bằng cũng như không chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên phạm vi thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng của các dự án trên để làm sao mà
khi mà triển khai giải phóng mặt bằng thì sẽ thuận lợi cho giải phóng mặt bằng cũng như đỡ lãng phí cái nguồn lực của xã hội. Nhằm kết nối giữa các trục giao thông chính trong tỉnh, góp phần giảm tải lưu lượng xe lưu thông trên quốc lộ 39, đồng thời thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển các khu công nghiệp, khu nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn. Hai huyện Kim Động, Ân Thi tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên nói riêng và khu vực đồng bằng sông Hồng nói chung. Hội đồng Nhân dân tỉnh đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường trục ngang kết nối quốc lộ 39 với đường tỉnh 376. Dự án có tổng chiều dài 7,2 km, có điểm đầu tại km 22+550 thuộc địa bàn xã Chính Nghĩa, huyện Kim Động, sau đó đi qua các xã Nhân La, huyện Kim Động, Hồ Tùng Mậu và Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi. Theo thiết kế, mặt đường rộng 7m, kết cấu mặt đường bê tông địa chặt, tổng mức đầu tư dự án dự tính là 230 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách trung ương. Thời gian thực hiện dự án từ năm 2021 đến năm 2025 theo hình thức đầu tư xây dựng mới. Đoạn đường này thì qua địa bàn Nguyễn Trãi là hơn 2,2 km. Phần cơ bản là nằm trên diện tích đất nông nghiệp. Thế có khoảng độ 300 mét dài, 80 trục đường mới qua cái phần tuyến của đơn vị khảo sát thì có hơn 20 hộ dân. Trong đó có 1-2 hộ thì có khả năng là nếu khi khảo sát thiết kế là phương án hoàn bằng thì có khả năng là hết diện tích đất ở tỉnh rồi là huyện, xã cần có những cái tháo gỡ cụ thể thì phải có cái chính sách đền bù và hoặc là tái định cư để cho nhân dân ổn định cuộc sống. Và trong ngày tới thì huyện sẽ tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ đảng viên và nhân dân để tạo cái sự đồng thuận, đặc biệt là trong cái vấn đề là giải phóng mặt bằng để giúp cho hai cái dự án trọng điểm của tỉnh trên địa bàn Kim Động được triển khai theo đúng kế hoạch. Năm 2021 sẽ triển khai đồng loạt các dự án. Chính vì vậy mà chúng tôi rất mong muốn ủy ban nhân các xã phường và các địa phương sẽ làm tốt các nhiệm vụ mà chúng tôi mong muốn như sau. Thứ nhất đó là công tác vận động tuyên truyền các tổ chức cá nhân ủng hộ dự án, ủng hộ các đơn vị tham gia dự án. Thứ hai, khẩn trương các công tác giải phóng mặt bằng, lập thẩm định phương án thu hồi đất, khu vực tái định cư, phối hợp với chúng tôi quản lý chặt chẽ mốc giới giải phóng mặt bằng, phạm vi thi công, chống tái lấn chiếm sau khi mà chúng ta đã giải phóng xong công tác giải phóng mặt bằng. Thứ ba đó là công tác phục vụ thi công, đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trong quá trình triển khai dự án. Tại kỳ họp thứ 17, khóa 16, Hội đồng Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã quyết nghị thông qua kế hoạch phân bổ nguồn vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của địa phương. Theo đó, trong lĩnh vực giao thông, giai đoạn này dự kiến Hưng Yên sẽ có 106 dự án được triển khai với tổng vốn đầu tư hơn 14.265 tỷ đồng. Như vậy, có thể thấy trên đây chỉ là 4 trong số nhiều dự án giao thông sẽ được tỉnh Hưng Yên triển khai trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đây là những tuyến đường quan trọng kết nối với hệ thống giao thông quốc gia, hệ thống đường tỉnh, đường huyện tạo bước đột phá về hạ tầng, nâng cao năng lực khai thác, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển các khu công nghiệp, là cú hích tạo đà để Hưng Yên thực hiện thắng lợi các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.